Ngày 17 tháng 3, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Trọng Ngân, 41 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, ngày 27 tháng 2, Công an phường 5, thành phố Mỹ Tho tiếp nhận tin báo của một người phụ nữ ở tỉnh Đồng Tháp về việc bị lừa mất tài sản. Người phụ nữ này cho hay thông qua Zalo, chị có làm quen và kết bạn với tài khoản Tuấn Minh. Sau thời gian trò chuyện, cả hai hẹn gặp nhau tại một khách sạn trên đường ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho để tâm sự. Khi gặp nhau, Ngân ngỏ ý sẽ cưới chị và chở chị này đi mua nhẫn để tạo lòng tin. Sau khi mua nhẫn vàng thật, Ngân tráo nhẫn vàng giả đưa cho chị, rồi chở chị này đến một trung tâm thương mại. Tại đây, Ngân kêu chị này đưa điện thoại cho anh ta giữ và chờ anh ta đi gửi xe. Sau đó Ngân chạy xe máy rời đi khoảng 15 phút không quay lại. Đợi mãi không được, người phụ nữ gọi taxi về khách sạn và tiếp tục chờ. Đến chiều cùng ngày, không thấy Ngân liên lạc, người phụ nữ mới biết bị lừa và trình báo cơ quan công an. Chị trình bày tài sản bị lừa gồm xe máy và điện thoại di động trị giá hơn 70 triệu đồng. Qua điều tra, Công an thành phố Mỹ Tho xác định Ngân chính là người đã lừa chị này. Lúc 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3, Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre chốt chặn, bắt giữ Ngân tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một xe máy, một điện thoại di động và hơn 80 triệu đồng. Qua xác minh, Ngân đã có 4 tiền án về tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Ngân khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện 2 vụ lừa đảo khác ở tỉnh Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh.